Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi bắt ong rừng. Thì hôm nay tiếp tục hàng lại về được mấy bộ không nhé. Các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em để đặt hàng. Đây là cái bộ quần áo bắt ong rừng hàng cao cấp nhất, cái mẫu là mẫu quần áo thủ công. Đấy, thì đây là cái bộ vải bò cao cấp không nhé. Đấy, vải bố, vải bò. Hàng này là may thủ công. Chất liệu thì nó tương đối là chắc chắn để các bác đi bắt ong, những cái bộ ong trên cao cũng như bắt ong dưới đất. Đấy, 100% là bằng vải bò cao cấp các bác nhé. Đây, nó phụ kiện thì nó không có gì bác nhá. Đây, áo liền, mũ liền, mê găng tay luôn. Đấy, vải này thì hàng chắc chắn, may rất là đẹp luôn. Đây, số lượng thì nó có từ size 1m6 cho đến 2m luôn nhá. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em để đặt hàng theo hai số điện thoại em để bên dưới. Đây là cái đằng sau của nhá, nó có một cái ô thoáng ở đằng sau này. Đấy, đây là trên đỉnh mặt các nhá. Đấy, đỉnh mặt này, một tấm lưới meca đằng trên này, thay kính thôi nhá. Đấy, là dưới là bằng thép. Đấy, thép rất là bền chắc chắn. Đây là cái tấm dán này các nhá, dán này để các bác dán rất là chắc luôn, là khóa này. Đây các nhá, đây khóa này. Đấy, găng tay này. Mũ thì nó không có, cái bộ này liền luôn, ổng nó không có các bác, may liền chân luôn để cho các bác trèo cây. Bộ này nặng có 2 cân thôi, anh em leo trèo thoải mái không sợ rách. Nhiều bác dùng 5 năm vẫn chưa hỏng đâu nhá. Đấy, bộ này thì rất là bền, ong không thể xiên nổi, nó rất là dày luôn các bác nhé. Đấy, bộ này nó mặc cũng thoáng, không còn quạt gió nhé. Em một tay em điện thoại nên một tay em quay nên nó hơi đây các nhá. Đấy, nó là màng vải bò cao cấp, may rất là chắc chắn để phục vụ cho các bác trong cái mùa bắt ong 2020. Các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em. Bên em ship hàng là COD toàn quốc. Đấy, đựng trong một cái bao này thôi nhá, gập sẵn đựng cho bao này. Đấy, các bác có thể mua thêm cái ba lô để đi rừng khoác vào sau lưng. Đấy, còn thường thường em gửi như các bác là trong một cái bao tải này thôi. Đấy, đây, có rất nhiều size số, các bác nào mà to con thì lấy size cao, chiều cao cân nặng là em gửi đúng size đúng số cho các bác. Em sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.